Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, là ngày lành tháng tốt, thì tôi xin chúc các bạn có một buổi nói chuyện rất là vui vẻ với một đề tài rất là hấp dẫn. Đây nha, đề tài nó tên mà tôi đặt á là tu hành ngang dọc. Tu hành ngang dọc là sao? Thì bạn biết rằng á, thật sự là đây là một cách chơi chữ. Trên cái đồ hình á thì chúng ta biết rằng có trục tung và trục vành. Đồ hình mình á, đồ hình nhìn chẳng mình á, không có trục tung. Đây nè, trục tung là trục thẳng này nè, là tung là đường đường thẳng xuống này, trục vành là đường ngang vậy thôi. Thì tôi nhân cái như cái này tôi thấy nó cũng có ý nghĩa, thì tôi mới nói rằng bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ mình phải viết một cái bài, bài này rất hay mà cũng là một cái giải pháp mới dành cho những người làm biếng hoặc là không nhớ như như thầy đó. Không nhớ được, khó nhớ những số lắm. Cho nên thầy mới nghĩ ra một cách là tìm một cách là đơn giản nhất, thì thấy rằng đơn giản nhất là chỉ có cái đường gạch xuống và đường ngang. Thì ở trên bản đồ huyện chúng ta có sẵn hai đường, thì chúng ta có đường đi xuống nè, có đường ngang thế này nè, mình gọi là tung hoành đó, cho nên thầy nói là tung hoành ngang dọc. Nhưng mà phải có điểm tựa. Điểm tựa là gì? Điểm tựa ở đây là sinh nguyệt. Thí dụ bây giờ mình mà làm mà gọi là muốn tìm phác đồ cho cái bệnh gan thì phải nhớ, còn không nhớ là phải đi tìm ở trong cái cuốn sách. Còn bệnh ví dụ như mũi dị ứng, thí dụ vậy, hay là viêm xoang, thì chúng ta không nhớ quyệt hoặc không nhớ cách làm sao đó. Thì do đó thì thầy mới là suy nghĩ như thế này, cái cách đơn giản nhất là chỉ có lần gạch xuống gạch qua là đơn giản nhất. Thì như thế thể hiện như sau, thí dụ vậy, mình biết rằng á là ở trên mặt mình á, theo cái đường kẻ đó, ví dụ cái đường giữa này nè là đường số 0 đây này, và ai đã học viện chẩn lâu năm á thì biết được rằng thí dụ cái đường gan là số 50 thì tiếng nó đi qua con ngươi, giữa ngươi lên đây là nếu chúng ta dò chúng ta thấy đau, nó đau gan thấy đau. Còn cái huyệt thận á thì nó có hai cái, thì huyệt 17 là ở cái miệng này lên mình dò mình thấy đau. Đi thẳng lên một đường dọc á là đường tung á thì chúng ta thấy dọc huyệt 300 trên này. Thì bạn thấy rõ nha, thầy có dạy đó, thì là coi như trên một đường dọc thì cái nếu mà lấy chúng ta lấy ở dưới này là 17 là ở vực thận, thì chúng ta trên đường dọc chúng ta sẽ gặp một cái huyệt 300 cũng là thận. Đó là cái rất lý thú, cho nên thầy mới từ đây thầy phát triển ra tiếp. Như bây giờ mình người ta đến người ta nói người ta đau lưng huyệt thận như vậy, thì mình sẽ kiếm huyệt thận mình đã học lâu mình biết 300 có không, 17 có không, nếu có hoặc là có một trong hai cái hoặc là hai cái luôn, thì chúng ta sẽ gần một đường, từ gần đường thẳng thôi nha, đường thẳng nó đi ngang qua cái 17, ủa đi ngang qua 300 xong đi xuống ngang 17. Mà nếu các bạn mà gọi là có kích thước đó thì bạn để đây, rồi không có thì bạn nhắm làm thế nào cũng ra. Mà cái người mẫu phải ngay ngay mặt mình, cái người chữa bệnh nó phải ngay mặt mình là mình gạch mới đúng này nha. Gạch nhìn thấy nè, gạch xuống nữa, tức là gạch gạch thẳng qua đường xuống, nó giống như mình ở trên cái điển hình á, nó có đường kẻ vậy, giống như vậy đó, mình gạch xuống, gạch xuống và gạch tuốt luôn xuống cằm luôn nha, xuống cằm luôn, tức là giống y như cái đường trong 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 đồ hình đó. Mà mình gạch trên da thôi, mình nhắm như này, nhắm cho đúng. Nó có những cái cột mốc là thứ nhất là con người, thứ nhất là cái quên 300 đây thì ở dưới khóe miệng mà đi thẳng lên đây gặp được 300, mình nhắm cái hướng đó mình kéo xuống. Chúng ta sẽ trên đường đi có thể là chúng ta sẽ gặp những người huyệt khác, sinh huyệt khác cũng nằm trên đường đó, tất cả đó. Chúng ta chỉ lấy cái huyệt mốc là một là 17 hay là 300, chúng ta dò coi nó có báo không? Báo thì căn cứ vào điểm báo đó thì gọi là cái điểm tựa đó, thì coi như chúng ta gạch ba lần, chúng ta gạch xuống cái điểm nào đau nhói nhiều nhất á, cái sinh huyệt đau nhói thì chúng ta ấn vô một cái, thì chúng ta kéo tiếp tới càng, xong tôi làm lại lần thứ hai cũng từ miếng đất trắng đi kéo cũng đường đó thôi nha.
làm thứ hai mình đi ngang ba cái huyệt nhói nãy là, nhấn vô một cái nữa là hai lần, tới lần thứ ba cũng đi ngang một điểm nhói nãy là gọi là điểm tựa đó, nhấn vô một cái nữa là đi xuống luôn, là ba lần. Thì các bạn nên nhớ rằng trên thực tế đó, cái đường gạch đi thì nó đi qua nhiều cái huyệt lắm, bị trên cái đường bị lúc mà thầy vẽ cái này nè thì thầy hay để xếp những huyệt ở trên cái đường này, những huyệt trong đường này thì mới giữ lại, còn những huyệt nó ở giữa linh tinh lang thang thì không có giữ, không giữ lại, cho nên rất dễ mà nhớ huyệt lắm, rất dễ mà mình xác định huyệt lắm. Thì thường là những huyệt nó hay nằm trên những cái cột trục tung hoặc trục quanh, nó hay nằm trên đó, các bạn nghĩ mà sợ thấy. Mà chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải nhớ, chúng ta làm để chúng ta không nhất thiết phải nhớ huyệt đó số mấy, chỉ nhớ cái điểm đau nó nhói vậy thôi. Bên đây cũng vậy, nếu mà bệnh nhân nó ở, có bệnh nó ở bên trái, nó nghe huyệt tỳ chẳng hạn, thì chúng ta cũng làm giống như vậy luôn. Tức là chúng ta lấy cái điểm sinh huyệt làm điểm tựa để chúng ta kẻ một đường đi, đường dọc. Còn nếu trường hợp mà nó không có đưa lại hiệu quả cao trên thực tế thì chúng ta phải đi đường ngang, trục hoành. Các bạn nhớ nha, tung hoành mà. Thì ví dụ bây giờ cái này đó, chúng ta sẽ đi đường ngang, đây là cũng điểm thẳng đi. Chúng ta kéo đường ngang qua đây nè, ngắn luôn đó nha, qua mặt luôn. Chúng ta cũng làm ba lần như vậy. Thì nó đụng trên đường đi, có thể nó đụng những huyệt khác cũng nhói. Thì chúng ta cái nào nhói nhiều nhất mà chúng ta mới nhấn ra. Chúng ta không cần phải nhấn hết tất cả những huyệt đâu, cho nó lẹ đó mà. Đây chỉ nhấn huyệt chánh thôi, là cái huyệt đau nhiều nhất gọi là huyệt chánh. Đây, làm như vậy thôi là chúng ta mới nhấn, còn không chúng ta kéo qua. Bị nổi cái việc mà chúng ta kéo qua đó, chúng ta kéo qua được cho đụng đến 3 lần đó, thì nó đã tác động lên huyệt rồi, là nó đem lại hiệu quả trên vấn đề trị bệnh. Thì các bạn có thể làm một lúc một hai nơi, nếu mà một cái nơi trục tung mà nó chưa đã lắm thì các bạn có quyền làm thêm cái thứ nhì là trục vành. Còn nếu không là các bạn thấy này khá quá thì bạn cứ bám cái trục tung mà bạn làm. Trục tung làm thêm nhiều lần nữa, 3 lần mình thì chắc là cũng 3 lần và 6 lần là cao rồi. Nhưng mà thường cái này nó cũng kết quả nhanh lắm chứ không có phải không kết quả. Chỉ trừ khi mình làm như vậy mà chả thấy kết quả, là làm trục tung không thấy hiệu quả gì, hiệu quả nó ít quá có 10%. Thì chúng ta có quyền đổi. Còn khi hiệu quả từ 30% đổ lên á là chúng ta tiếp tục nha. Nên nhớ vậy. Cái bí quyền chẳng là nó rất là nhạy. Cho nên là chúng ta căn cứ vào đấy mà chúng ta biết rằng chúng ta đi đúng đường hay không. Thì đây là một cái giải pháp mà rất là đơn giản để vừa làm tôi nhớ, vì thầy ra ưu tư cái chuyện mà học sinh đó cứ nói là không thể nhớ được phát đồ, mà nếu có nhớ đi chăng nữa thì cái vị trí cũng làm khó đúng. Do đó mà thầy mới nghĩ cái cách này nè là đơn giản quá phương pháp mà nó vui. Nó vui là khỏi nhớ nhiều, phải không? Con có thấy vui không? Thôi bây giờ cái này thầy nghĩ rằng chắc các bạn cũng hiểu. Cho nên rồi thì mặc dầu vậy thầy có viết bài kèm theo đó, thì trong này có nói về những hình để kèm theo trong cái bài này. Và lần nữa thì một đến đây thì chắc là cũng đủ cho mấy bạn rồi nha, mà chúng ta không cần nói nhiều, chỉ có xin như thế này. Nếu mà các bạn làm á mà tướng tiên cái này chữa trên nhiều loại bệnh khác nhau, vì chúng ta sẽ đi tìm những cái huyệt mà nó tương ứng với vấn đề nội tạng đó, mình có ngũ tạng rồi có phủ nữa đó, thì chúng ta lấy cái đó làm tránh. Còn những cái khác như tay chân thì chúng ta cũng quan trọng, nhưng mà chúng ta chủ yếu là đi tìm mấy huyệt nội tạng đó. Mà nếu chúng ta các bạn làm được á thì bạn làm ơn là gửi tin nhắn về cho thầy nha, nhắn ở trong cái Zalo hoặc Messenger gì đó, thì thầy mới thấy được kết quả, thầy vui. Thầy Tết 15 là ngày rằm thì cũng cho là còn Tết đi, thì chúc sức khỏe các bạn nha, sức khỏe nè, trí huệ nè, an vui và hạnh phúc cho các bạn và toàn thể gia đình các bạn, đối với những học trò ở trong nước và cũng như ngoài nước, cũng như các bạn người ngoại quốc ở trên toàn thế giới. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn em.